Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị về cái cách mà người ta tận dụng cái khoảng lùi sau của một cái căn nhà để người ta làm cái không gian, cái phòng vệ sinh cho tầng trệt và cái lavabo rửa mặt ở ngoài sân. Công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng Tâm Linh chuyên cung cấp mâm cúng trọn gói, mâm cúng động thổ, mâm cúng đổ sàn, mâm cúng nhập trạch về nhà mới, mâm cúng khai trương, mâm cúng xe và nhiều mâm cúng khác. Giao hàng tận nơi 24/24 với hơn 8 năm cung cấp dịch vụ đồ cúng trọn gói. Nhắc đến đồ cúng, nghĩ đến Tâm Linh. Tổng đài 1900 636 815, website www.docungtamlinh.com.vn. Nó đặc biệt nữa là ở đây là người ta kết hợp một phần cái không gian của cái sân sau, khoảng lùi sau với một phần không gian ở trong nhà để làm một cái vệ sinh nó rộng. Vô đi, em qua ở ngoài này chứ không có qua ở trong đâu. Thì trong kênh của chúng tôi thì cũng có khá là nhiều cái video tương tự, nhưng mà ở đó thì người ta chỉ dùng cái không gian của cái khoảng lùi này nè để làm cái vệ sinh thôi, chứ không phải là kết hợp với một phần không gian ở trong cái nhà chính. Thành ra là chúng tôi cũng chia sẻ thêm cái video này để quý vị có thêm cái tư liệu khi mà cần thì có thể áp dụng cho cái công trình của mình. Thì ở đây là cái khoảng lùi sau, nó rộng là 2 mét. Ở ngoài sân, ở đây trống nè, đây là cái khe giữa hai nhà đó. Thì người ta dùng để người ta làm hai cái lavabo. Cái vệ sinh này nó càng rộng do là nó của một cái nhà hàng cà phê cũng khá là sang trọng, cao cấp. Thì cái không gian này á là của cái khoảng lùi sau, người ta cũng làm cái không gian của cái một phần không gian của cái phòng vệ sinh. Còn bên trái này đó là cái không gian bên trong cái diện tích được phép xây dựng, người ta làm cái nhà vệ sinh nữ. Bây giờ chúng ta đi vào cái không gian chính này. Thì ở đây đó là cái phần ở bên bên đây là cái khoảng lùi sau của cái diện tích đất ấy. Khi xây dựng thì bắt buộc là phải lùi, lùi 2 mét. Thì người ta dùng cái không gian đó để gắn hai cái tiểu nam tiểu đứng. Đây cái cửa bước vào ngay chỗ nãy này. Cái đây là cái cầu, cái cầu của cái căn nhà, cầu chính á. Nó lớn vậy là vì bên trong nó là còn cái hộp kỹ thuật, nó chứa các cái ống nước từ trên lầu xuống nè. Cái diện tích từ mép cầu trở vào là cái không gian của cái nhà chính cao tầng được phép xây dựng. Đó, thì ở đây là người ta gắn là hai cái bồn cầu cho cái vệ sinh nè. Thì với cái không gian này đó thì mình có thể thi công được luôn trong cái quá trình xây dựng cái nhà chính. Cho nên là khi mà bàn giao cái nhà chính, khi bàn giao cái nhà chính để mà vận hành ấy, để vận hành để kinh doanh hoặc là để ở, thì nó chỉ có cái không gian từ cái mép cọc này trở vào thôi và vẫn vận hành bình thường. Vì lúc mà chưa có cái tiểu nam ấy, thì người ta vẫn có thể sử dụng tạm các cái bồn cầu này để làm để tiểu luôn, nó không có vấn đề gì hết. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cái cầu còn gắn một cái tiểu nam này, rồi khi mà hoàn công xong ấy, thì chúng ta tháo cái tiểu nam ấy, đem ra ngoài này và gắn cái bồn cầu vào cái chỗ này. Hiển nhiên là chúng ta phải đi đầy đủ cái ống cấp thoát nước nó phù hợp với cái bồn cầu. Thì đó là cái cách mà người ta sử dụng một phần không gian của cái khoảng lùi sau theo cái bản vẽ thiết kế mẫu của quy hoạch của toàn khu để làm một phần không gian cho cái phòng vệ sinh.
Chúng tôi qua với góc quay từ trong ra ngoài để quý vị nhìn cho hết cái không gian của cái sân sau. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến video.